Shop Cặm Kiềng, em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác cái mẫu cặm kiềng 14 cm đặc biệt. Đặc biệt là như thế nào thì tí em sẽ đi cụ thể cho các bác. Đây em sẽ quay, nhân viên nhà em đang lên cặm cho các bác xem cái loại đặc biệt. Đấy, lên lên lấy cái là lên luôn nhé, không có chọn đâu các bác nhé. Cặm siêu dày luôn, cặm 14. Đấy, các bác nhìn nhé. Ui. Đấy, sập vào đây các bác nhìn nhé. Đấy, từ vanh khuy, khuy inox dày dặn, sập vào răng rất là khít nhé, tròn vanh, khít răng. Cái cạm 14 siêu dày, cạm đặc biệt này. Hôm nay bác nào xem đến cái video này em sẽ để cho các bác cái giá ưu đãi nhé, vẫn như cái cạm thường. Cái cạm này là cạm đặc biệt đẹp nhưng em sẽ để cho các bác cái giá vẫn như cạm thường nhé, để đi tri ân cho các bác. Đây. Đấy, thì cạn em vừa mi sập và em lại lên lại cho các bác xem. Và bây giờ em sẽ đi chi tiết cho các bác cái chất lượng của cạn đặc biệt này, cạn 14 nhé. Đấy, chầu trước nó cạn 16, nó đã cạn 16 đặc biệt siêu dày ấy. Thì bây giờ bên em đang chi ân cho các bác cái mẫu cạn 14 đặc biệt này. Đấy, mới về hàng. Tròn vanh khít răng như này các bác nhé. Và cái này thì 10 cái như cả 10, 100 cái như 100 luôn. Cạn rất là đẹp. Các bác nhìn như trên hình, như video, các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, nhận hàng đúng như này mà các bác phải trả tiền nhé. Đặc biệt là như thế nào các bác? Đây, bây giờ em sẽ đi chi tiết cho các bác này. Cạn 14 đặc biệt siêu dày và loại là tốt nhất, là nó là vanh này mài ba via cho các bác này. Như cạn 16 siêu dày siêu khỏe như nào thì cạn 14 này cũng vậy, siêu dày siêu khỏe. Đấy. Như cầm cái cạn nó quá chi là chất lượng các bác ạ, dày dặn tròn vanh khít răng, và nó lại còn đặc biệt nữa hơn là nó lại là cái vanh, nó là vanh đúc các bác nhé, vanh đúc liền như này luôn chứ không phải là cái dạng vanh mà hàn đâu. Đó. Thường thường cái cạn loại 1 thì nó vanh vẫn là vanh hàn, còn cái cạn này đặc biệt này thì nó là vanh đúc như này luôn này, và khuy inox rất là dày dặn như này các bác nhé. Em quay sát cho các bác xem đây ạ. Quy dày dặn, quy inox. Cái cạn này các bác đi bẫy con thú có thể giữ chân với hàng 13, 12 kg đổ về đều được. Cạn 14 cm siêu dày này, cạn đặc biệt này. Cạn như như hình như video này luôn. Các bác nhận hàng phân biệt được cái cạn 14 siêu dày, đặc biệt là vanh nó là vanh mài ba viên này các bác nhé, và là vanh vanh đúc. Đấy là cách các bác nhận biết này. Và các bác mà thợ chuyên nghiệp thì nhìn cái cạn này là chỉ có mê thôi. Đánh 10 cái như cả 10 này, sập vào nó vẫn khít răng, răng khít khít răng như này luôn các bạn. Và cạn này thì nó cầm nó lên nó đã nặng rồi các bác ạ. Cách phân biệt nhận biết thì cầm lên nhìn là cái cạn nó đã rất là khôn và trông nó rất là dày dặn chắc chắn. Cạn 14 này bên em đang chiêm cho các bác như cái cạn loại 1 thì em vẫn để cho các bác với giá là 20.000 một chiếc, đầy đủ bàn dây, tặng kèm bàn dây cho các bác. Cạm lên tròn vanh như thế này luôn nhé, tròn vanh khít răng và rất chi là đẹp luôn. Cái cạm này các bác có thể bẫy con thú 13 13 kg, 12 13 kg đổ về thoải mái. Cạm 14 đặc biệt, các bác đặt hàng thì cứ báo cho bên em là cạm 14 đặc biệt thì em sẽ gửi cho các bác cạm 14 đặc biệt đầy đủ bàn dây là 20.000 một chiếc. Bên em bán từ 10 chiếc trở lên, bán từ 10 chiếc, gửi đi từ 10 chiếc, ship COD toàn quốc. Các bác có thể nhận hàng được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng nhé. Và bên em bao ship cho các bác từ 30 cái trở lên. Đấy, 30 cái trở lên và tặng kèm đầy đủ bàn dây cái loại đặc biệt này. Đấy, các bác mua hàng thì đặt gọi điện ở số điện thoại em ghi ở góc màn hình, số điện thoại có Zalo nhé. Em sẽ chốt chốt cụ thể cho các bác số lượng và điện đặt hàng thì đặt cho bên em, cho bên em địa chỉ cụ thể em sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Và cái cạn này thì đảm bảo với các bác là rất chi là bền vì làm bằng sắt và thép, không pha gang, rất rất chi là bền và khỏe. Đấy, các bác đặt hàng thì nhớ nhanh tay gọi điện, và để tiếp tục theo dõi em thì các bác nhớ đăng ký kênh cho em nhé, để hẹn gặp lại em ở những video sau. Em sẽ đưa đến cho các bác những cái chất lượng cạn tốt nhất trên thị trường. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi em hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.